Em xin chào toàn thể các bác, các cô, chú, anh chị và các bạn đến với shop Lan Rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương ạ. Hôm nay là phiên buổi sáng, ngày 25 tháng 11 năm 2019, đầu tuần. Em cũng xin kính chúc các bác, các cô, chú, anh chị và các bạn một tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ ạ. Số điện thoại vẫn thường liên hệ của cơ sở em đó là 0393998895. Số điện thoại thứ hai là 0966121377 ạ. Địa chỉ ở số nhà 143 đường Ít Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ạ. Nhà em thì ở ngoài mặt đường thôi, rất là dễ tìm các bác nhé. Các bác đến xem hàng thì cứ tìm đến kho lương thực Gia Lộc khoảng ngã ba cây xăng Gia Lộc ấy, rất là dễ tìm ạ. Thì như hôm qua nhà em cũng thông báo là hôm nay nhà em về rất là nhiều mặt hàng rừng nhé. Thì không để các bác chờ lâu thì em xin điểm qua và báo giá các mặt hàng rừng hôm nay nhà em có ạ. Gia đình em hôm nay vừa cập bến một lô hoàng thảo u lồi ạ, hàng vừa mới về nhá. Đấy, u lồi mùa này đã xuống hết lá rồi và đang lên gốc mầm con này. U lồi em bán là 250.000 đồng một cân, 250.000 đồng một cân, đã xuống hết lá rồi. Đây là thông tư, hàng về rất là nhiều, hàng vừa mới về ạ. Bác nào thích hàng cây dài thì cũng báo em nhé, có cây dài tầm hơn 1 mét ạ. Nhưng mà tuy nhiên là hàng rừng cho nên mình cũng không thể tránh khỏi cái việc gãy nhá, một xíu thôi, tỷ lệ nó không đáng kể được mấy đâu. Hoàng thảo u lồi ạ, 250.000 đồng một cân này. Tiếp theo hôm nay nhà em vừa cập bến một lô đùi kiều vàng ạ, kiều vàng đấy ạ, hàng vừa mới về, em vẫn còn bó từng bó đấy ạ. Kiều vàng em bán là 160.000 đồng một cân, hàng mới nhá, hàng vừa mới về hôm nay đấy ạ. Lá rất là xanh đấy, kiều vàng 160.000 đồng một cân này, số lượng rất là nhiều để phục vụ các bác đầu tuần đấy ạ. Tiếp theo là hoàng thảo vôi ạ, hoàng thảo vôi mùa này đã xuống hết lá này đấy, từng hoàng thảo vôi rất là đẹp các bác nhé, hoa thì rất là thơm rồi, 250.000 đồng một cân hoàng thảo vôi ạ. Đã xuống hết lá cho nên là việc gửi hàng đi vào trong miền Nam hay là trong miền Bắc mình rất là thuận lợi và đảm bảo rồi. Cây rất là đẹp ạ, 250.000 đồng một cân hoàng thảo vôi ạ. Tiếp theo là hoàng thảo môi tua này, hoàng thảo môi tua vừa cập bến một lô, rất là số lượng rất là nhiều, hoàng thảo môi tua cây rất là xanh đấy, 130.000 đồng một cân này hoàng thảo môi tua nhá, cây rất là xanh các bạn, là số lượng rất nhiều, từng bó rất là nguyên này đấy, cây rất là xanh, 130.000 đồng một cân hoàng thảo môi tua. Thì hoa vàng rất là đẹp, hoa vàng cánh tua tua ấy rất là đẹp ạ, 130.000 đồng một cân ạ. Tiếp theo là chồn tím hay còn gọi là cáo đỏ ạ. Chồn tím thì giá thành bao giờ sẽ cao hơn cái chồn trắng nhá bác nhá, chồn cây trắng ạ, bởi vì cái dòng này nó sẽ hàng nó hiếm hơn. Chồn tím em bán là 230.000 đồng một cân ạ, chồn tím 230.000 đồng một cân nhá, hay còn gọi là cáo đỏ. Tiếp theo là hải âu táng hương hải âu hay còn gọi là hoàng trắng 130.000 đồng một cân, 130.000 đồng một cân, hàng cây lá xếp rất là đẹp các bác ạ, hàng về từng bó vẫn còn nguyên đấy, 130.000 đồng một cân hải âu nhé, hay còn gọi là hoàng trắng đấy ạ. Còn đây là long tu đá tím này, long tu đá tím hoa rất là thơm, hàng đã xuống lá này, 220.000 đồng một cân này, long tu đá tím, hàng từng khóm này, các bác mua mùa này về rất là sướng đấy. 230.000 đồng một cân, hàng đã xuống lá, chuẩn bị ra hoa. Tiếp theo là phi điệp vàng ạ, phi điệp vàng rất là dài luôn. Đấy, phi điệp vàng em bán là 130.000 đồng một cân này, 130.000 đồng một cân, về có vài cân thôi ạ. Phi điệp vàng nhá, hàng này đang lên bằng thân tơ đây. Hàng thì có cả thân tơ và thân già các bác ạ. Phi điệp vàng là 130.000 đồng một cân này. Tiếp theo là hoàng thảo chuỗi ngọc, hoàng thảo chuỗi ngọc này. Dòng này ra hoa tầm Tết, qua Tết một tí các bác nhé, qua Tết một tí. Em bán là 200.000 đồng một cân à, hoàng thảo chuỗi ngọc ấy, hàng vừa mới về hôm nay. Em vẫn còn một số, còn một ít hàng thanh lý này, một ít hàng thanh lý hoàng thảo chuỗi ngọc về làm giống, 130.000. Hàng này đã xuống hết lá, nó hơi rời vụ một xíu nữa bác nhé, 130.000 hàng thanh lý này. Tiếp theo là kim điệp thơm ạ, kim điệp thơm hay còn gọi là kim điệp sáp, kim điệp nhựa ấy, bởi vì hoa nó hoa màu vàng, cánh rất là dày, cánh sáp ạ. Hoa này cực kỳ thơm nhá, cái dòng này thì hoa cực kỳ bền ạ, những thân già vẫn có thể cho hoa các bác nhá. Đấy, hàng về từng khóm rất là đẹp như vậy. Em bán là 200.000 đồng một cân này.
Hoa thì rất là thơm, 200.000 đồng một cân. Kim điệp thơm ạ, hay còn gọi kim điệp nhựa nhé. Tiếp theo là hoàng thảo thập hoa. Hoàng thảo thập hoa 130.000 đồng một cân. Hoàng tử khóm này, đang mùa xuống lá, lá vàng thuyện xuống lá rồi. 130.000 đồng một cân hoàng thảo thập hoa. Kim điệp xuân, kim điệp xuân là 120.000 đồng một cân này. 120.000 đồng một cân. 120.000 đồng một cân ạ, kim điệp xuân này. Còn đây là hoàng lạp, hôm nay về được tầm khoảng 2 cân hoàng lạp thôi ạ. Hoàng lạp này. 2 cân hoàng lạp. Hoàng lạp ạ, đấy, cả đúng này. Bán 100.000 đồng một cân, thanh lý luôn cái đúng hoàng lạp này. Hàng ít lá nhé, đây bác là lấy dề thì báo em. Dề này hơi nhiều thân già, xíu. Vô bác phải chăm thôi ạ. 100.000 đồng một cân hoàng lạp ạ. Còn đây là bạch nhạn này, bạch nhạn. Cây vẫn rất là ok này. 150.000 đồng một cân bạch nhạn ạ. Hôm nay em về được ít đùi gà tròn, đùi gà tròn. Về được ít thôi ạ. 220.000 đồng một cân đùi gà tròn ạ. Thưởng khó. Hàng đang chuẩn bị sửa một sừng lá rồi. 220.000 đồng một cân đùi gà tròn ạ. Vảy rồng hàng vừa mới về đây. Hàng vừa mới về, hàng xanh nhiều lá, 130.000 đồng một cân ạ. 130.000 đồng một cân, hàng nhiều lá như vậy nhé. Rất là xanh luôn. Thật khó mà. Rất là đẹp. 130.000 đồng một cân này. Em vẫn có một ít hoàng thảo vảy rồng hàng thanh lý nhé. Đây ạ, hoàng thảo vảy rồng hàng thanh lý, 70.000 đồng một cân. Hàng nó vụn vụn như vậy. Rất là về có thể tỉ mỉ ghép cho hộ em nhé. 70.000 đồng một cân này. Tiếp theo là ngọc thạch ba màu này. Ngọc thạch ba màu 140.000 đồng một cân này. Ngọc thạch ba màu hàng từng khóm, 140.000 đồng một cân nhé. Em về được vài cân cẩm báo. Hàng mới, hàng mới về đấy ạ. Ê, cẩm báo hàng vừa mới về ạ. Hàng vẫn xanh tươi này. Lá thì lá cẩm báo dễ nát thì các bác phải thông cảm cho em nhé. Cái này thì dân khai thác là rất là khó rồi. Cẩm báo này 180.000 đồng một cân, cẩm báo hàng mưa với về. Còn hàng thanh lý đây ạ. Hàng thanh lý đây. Cây nó rất khô hơn và nó hơi bị nát này. 100.000 đồng một cân cẩm báo hàng thanh lý các bác nhé. 100.000 đồng một cân hàng thanh lý ạ. Em sẽ nhặt các lá vàng đi. Mấy tầm này để lâu rất là dễ bằng lá. 100.000 đồng một cân hàng thanh lý cẩm báo ạ. Nay em về được ha. Một bó hoàng thảo trúc mạnh này, một bó một cân hoàng thảo trúc mạnh này. Đấy, hàng rất là xanh tươi và nhiều lá này. Đấy. Bó này em bán là 230.000 nhé, cả cái bó này. 230.000. Còn bác là mua lẻ thì 250 một nhá. 250, bác là mua lẻ thì em tách ra 250 ạ. 250 một cân. Còn đây là hoàng thảo tam bảo sắc này, hoàng thảo tam bảo sắc. Bó này cũng tầm khoảng 1 cân hơn, em sẽ cắt tỉa đi chắc tầm 1 cân gì đó. Hoàng thảo tam bảo sắc này 230.000 đồng một cân, 230.000 đồng một cân, cũng là một bó này luôn đấy ạ, 1 cân. Em còn ít hoàng phi hàng, hàng thanh lý, hàng nó xuống hết lá rồi, chủ hết lá này. Chủ hết lá nhé, 100.000 đồng một cân này. 100.000 đồng một cân. Đấy. Còn đây là nhất điểm hồng này, nhất điểm hồng. Hàng có vụn vụn như vậy, 100.000 đồng một cân. 100.000 đồng một cân nhất điểm hồng này. Hàng đã xuống lá các bác nhé. Còn đây là kiểu vàng thanh lý. Kiểu vàng thanh lý vẫn là 120.000 đồng một cân. Thế bác nào về nhà vườn mua 3 cân là 100.000. Xả thanh lý sập lỗ vốn luôn cái lô kiểu vàng này. Mua 3 cân hàng này sẽ là 100.000 nhé. Của 1 cân sẽ là 120.000 ạ. Còn đây là hạc vĩ thiên cung, hạc vĩ thiên cung hàng thanh lý, hàng này đã xuống hết lá rồi, xuống hết lá rồi. Các bác về các bác ươm mầm gốc với cả chơi hoa thôi nhé. Hàng này thì mình cũng không thể tránh khỏi cái ruộng ngọn nào dài quá thì nó vẫn bị gãy ngọn một xíu. Tham khảo cho em nhé. 150.000 đồng một cân hoàng, 140.000, 140.000 đồng một cân hạc vĩ thiên cung ạ. Còn đây là sơn thủy tiên này, sơn thủy tiên hàng từng khóm như vậy. Sơn thủy tiên 150.000 đồng một cân thanh lý, 150.000 đồng một cân sơn thủy tiên. Sóc lào, sóc lào 80.000 đồng một cân thanh lý luôn ạ.
Thanh lý 80.000 đồng một cân nhé, hàng nó hơi mất nước một xíu. Các bác về các bác ngâm cả cây vào trong B1 hoặc là thuốc kích thích cho em, à, thuốc kích dễ cho em nhé. Tiếp theo là tam bảo sắc lá xếp hàng thanh lý tam. Nhiều cây vẫn rất là ok, rất là đẹp chứ không có cây rất là đẹp này. 150.000 đồng một cân. Mùa này thì mùa miền Bắc em đã đang lạnh và mùa hanh, lá nó hơi nhanh vàng một xíu, không vấn đề gì nhé. Dòng này thì rất là dễ ghép, các bác nào mới chơi thì ghép dòng này rất là dễ này. Đấy, dòng dễ gió, hoa thì rất là thơm. 150.000 đồng một cân, hàng tam bảo sắc lá xếp ạ. Rất là quế tháng 8, quế đơn hương hàng thanh lý này, 300.000 đồng một cân. 300.000 đồng một cân hàng thanh lý. Cây bé và nó khá là xấu rồi. 300.000 đồng một cân thanh lý trả lỗi. Hôm qua em quên không quay. Nhãn tháng 4 nhé, vẫn còn hàng thanh lý. Hàng thanh lý ẩn cô lẫn một ít quế tí sẽ bỏ ra này. Nhãn tháng 4 hàng thanh lý nhé, 200.000 đồng một cân này. Hàng bé vụn hơi khô mất nước, bố phải làm giống rồi. Hàng xấu nhé. Còn đây là đơn cam này, đơn cam. Đơn cam này đã xuống hết lá rồi. Thanh lý luôn là 50.000 đồng một nạng. 50.000 đồng một nạng này. Đây. Đơn cam là thuộc dòng sưu tầm thôi các bác nhé. Hoa rất là đẹp rồi. 50.000 đồng một nạng này. Đây là đống kiếm tiên vũ hàng thanh lý. Các bác hàng này thì bác về làm giống thôi ạ. Đây là hàng xấu nhé. Cái lá là vàng em sẽ cắt đi. Đấy. Cái dòng này thì lô này lô trước thì lá vàng này. Đây hôm qua em có quay một khóm này. Đấy. Cái này thì tầm khoảng hơn cân rưỡi, 130.000 cả cái lô này. Cái hàng thì em sẽ cắt tỉa đi nhé. Hàng lá vàng hôm qua, hôm trước sẽ cắt tỉa đi này. 130.000. Lô này phải tầm gần 2 cân gì đó. Cân rưỡi đến 2 cân. Em không chính xác, hôm qua là cân rưỡi. Cả lô hôm nay, cái lô này sẽ cắt tỉa đi thêm vào luôn này. 130.000 cả cái lô kiếm tiên vũ, phải làm giống nhé. Riêng hàng này em chỉ gửi cái con đó ở gần đây. Ở gần Hồ miền Bắc thôi ạ. Sau đây và em xin điểm qua và báo giá các bạn hàng lan thuần hôm nay nhà em vẫn có à, vẫn là các cây hoa mộc lan, cây hoa mộc lan hàng hoa Tết nhé, hàng hoa sân hoa Tết ạ. Dòng này thì dòng đăng nụ hoa mộc lan. Hoa mộc lan này, cây đăng nụ. Tất cả đăng nụ to như vậy nhá. Dòng này chơi hoa Tết, cái hàng này là hàng làm giống thôi. Các bác về, các bác là trồng cho em như trồng mai trồng đào nhé. Cây này thì hoa, màu hoa sẽ thường là màu rất là nhiều màu hoa, đỏ trắng vàng rồi là hồng rồi là tím. Nhưng mà màu hoa thì em nhập là màu hoa xổ số các bác nhé, không chính xác được rõ màu đâu ạ. Cây mộc lan thì hoa mộc lan thì tượng trưng cho hạnh phúc như các bác biết rồi. Hoa mộc lan thì cây rất là to rồi, hoa rất là to ạ. Em vẫn bán là 160.000 đồng một cây, 160.000 đồng một cây đối với hàng cây nhỡ, cây vừa. Còn cái cây bé thì em sẽ bán là 130.000 nhé. Hôm nay đầu tuần còn số lượng ít, cây bé là 130.000. Hàng cây bé người ta dòng bonsai đó ạ. Bây giờ mua 3 cây 160 vẫn là 150.000. Còn mua 3 cây hàng cây kia thì vẫn là 120.000 nhé. Em sẽ giảm 10.000 thì các bác là mua 3 cây. Còn đây là hạng đỉnh vàng này. Hạng đỉnh vàng em lẻ kia nó hơi bị lộn xộn xíu. Hạng đỉnh vàng 130.000 đồng một cây này. Hạng đỉnh vàng hàng đang nụ. Cây thì rất là to, hàng cây khủng các bác nhé. Bác xem bản lá này, bản lá vô cùng to rồi ạ. Hạng đỉnh vàng em bán là 130.000 đồng một cây. Bác là mua 3 cây trở lên em sẽ đánh giá là 120.000 ạ. 120.000, cây rất là to rồi các bác xem. Đấy, hàng khủng luôn các bác ạ. Còn 3 bụi hoàng kim hương mỹ nhân, hàng thanh lý. Đây là hàng thanh lý nhé. 3 bụi này này, 300.000 luôn. Được, đá. Còn hơi ít rồi, 300.000 cái cả cái lô hoàng kim hương mỹ nhân này. Đấy, bụi này ấy, các bác cho cái đợt đầu cho vào chậu ấy. Đó là 350 một bụi rồi, 350 một chậu ấy. Hàng này nhà vườn họ gửi em nó hơi bị lỗi, thế là để thanh lý luôn này. Thanh lý xả lỗi luôn ạ. Tiếp theo nhà em vẫn có các chậu thanh đạm Indo. Thanh đạm Indo ạ, số lượng rất là nhiều nhá. Thanh đạm Indo, hàng đang nụ các bác ạ, hàng đang nụ. Thanh đạm Indo thì loài hoa nở hoa vào dịp Tết, dịp xuân đấy ạ. Hoa thì rất là thơm và với hoa dài. Lần trước em đã chưa thử một bông, hôm nọ có một bông hoa bói, hoa rất là thơm luôn các bác ạ. Thanh đạm Indo em bán là 180.000 đồng một chậu, 180.000 đồng một chậu, hàng chậu to ạ. Đây là em nhập lô số lượng lớn cho nên giá thành rất là rẻ nhé, hàng đang nụ này. Đấy.
hàng năng nụ các bác nhé. Em sẽ lựa chọn cái hàng nào bụi to này, có nụ phía trước. Tiếp theo là các chậu đan châu Thái, hồng cánh sen này, hàng cây nhỡ, hàng cây giống này. Những chậu như vậy em bán là 250.000 đồng một chậu. Hàng thường sẽ tầm 3-4 cặp lá, thường là 3 cặp lá thôi ạ. Hàng năng nụ các bác nhé. Các bác về, nếu các bác kiểm tra nụ, các bác vạch ở các kẽ lá của em. Các kẽ lá của em nhé. Nhiều bác này nhập về kêu là không có nụ thì nó rất là khó xử. Bởi vì bên em đã gửi hàng đi ấy, là chính xác là có nụ thì em mới gửi ạ. 250.000 đồng một cây hồng cánh sen, hàng đang nụ. Bác là mua 3 cây em để giá là 230.000 nhé. Hàng cây vừa thôi ạ, không cũng vừa không có cây to đâu ạ. Còn đây là các chậu đai châu cam lửa này. Đai châu cam lửa. Đấy. Mỗi bảng như vậy em bán là 180.000, 180.000 hàng thôi ấy. 180.000 hàng. Mỗi bảng thường có 2 đến 3 cây nhé. Cây thì nó cũng không to đâu. Đấy, cây này thì đang nụ. Bác không? Thì đang nụ. 180.000 đồng một bảng đai châu cam lửa. Em vẫn còn các chậu đơn cam lai. Hàng hoa thì hoa vàng họp đen nhé. Dòng này thì dòng đang xuống lá này, em bán là 200.000 đồng một cây, 200.000 đồng một cây. Để giá ưu đãi cho các bác luôn. 200.000 đồng một cây hàng đơn cam lai ạ. Vẫn còn các chậu cắt lay da. Hàng cắt lay da. Em còn màu đỏ này, màu hồng, màu trắng này. Biết tím còn không? Trắng, còn 3 màu thì phải. Còn 3 màu cắt lay da. Nay em thanh lý luôn là 180.000 đồng một bầu, 180.000 đồng một bầu. Bình thường là 200.000 đồng một bầu nhé. Hàng cắt hồng nó vẫn bụi rất là to và đẹp ạ. Cây vẫn rất là ok ạ. Về cắt trắng với vàng này, cắt hồng và cắt đỏ ạ. Vẫn còn gốc bảng trầm tím này. Bảng trầm tím em bán là 150.000 đồng một bảng. Hàng trầm tím, hàng đang mùa xuống lá. Đang mùa xuống lá nhé. Hoa trầm này rất là thơm, bảng trầm tím. 150.000 đồng một bảng ạ. Nhà em vẫn có các mã kiếm Thái nhé, các mã kiếm vàng Thái. Đấy, đây là dòng kiếm, dòng sưu tầm này. Vẫn còn 5 mã, trong đó cái mã sim 23 này còn đúng một cây thôi ạ. Đấy, chờ bác là nhanh tay đặt hàng này. Đấy, kiếm Thái, mã kiếm vàng, bông lưỡi thì có lưỡi cam, lưỡi đỏ và lưỡi trắng. Điện thoại thì điện thoại em không có ở đây. Các bác có thể xem các phiên trước ấy, em có cho các bác xem mặt bông kiếm rồi ạ. Đây dòng kiếm lai, kiếm vàng của Thái nhá. Em bán là 200.000 đồng một chậu. Bác nào mua 3 chậu là 190.000, mua đủ 5 chậu thì sẽ là 180.000 ạ. Dòng kiếm Thái ạ. Đấy, trong đó cái mã sim 23, cái mã nâu ấy, nâu 23 với cả nâu 17 hay là sim 23 sim 17 ấy. Bụi sẽ to hơn các mã còn lại nhé. Em còn cái mã là 1001 này, sim 23, sim 17, sim 23 còn một cây, 17 vẫn còn nhiều này, và 1005 và 1006 ạ. Tiếp theo là các chậu dendro này, các chậu dendro hôm nay thay lý này. Dendro cesarep vẫn là 80.000. Bò vàng, được có bò đê, bò tím này, bò vàng. Đây là ba vàng ba đỏ, hàng hồi lúc nãy không ấy. Robot này, robot bò, đây là hoàng long, còn đây là banana này, banana hoa thơm ạ. Còn có hai cây rồng xanh, riêng rồng xanh với cả banana cesare với cả robot vẫn là 80.000, còn đâu là đồng giá là 60.000 ạ. Đồng giá 60.000 nhé, hàng thanh lý. Alba xưa thanh lý 60.000 đồng một cây này. 60.000 đồng một cây. Còn đây là tím Huế 45.000 đồng một cây thanh lý. Thằng nó xuống lá rồi. Tím Huế. Em còn hai chậu dendro mắt đen hàng cây khủng ạ. Hàng khủng chơi Tết nhé. Dòng này thì ra hoa vào thì Tết ạ. D3 là 950.000, bụi này rất là to. 950.000 này. Còn đây là bụi D mấy nhá. D1 800.000, bụi này sẽ bé hơn, lưới thưa hơn và ngắn hơn ạ. Đây hoa dendro mắt đen đấy ạ. Hoa bông rất là to rồi. Hoa rất là to nhé. Còn đây là dendro chớp mini ạ. Đây là dendro chớp mini các bác nhé. Dendro chớp mini với bầu như vậy em bán là 120.000 đồng một bầu này. 120.000 đồng một bầu. Bác là mua 3 bầu em để giá là 100.000 đồng.
vẫn là ưu đãi đầu tuần cho các bác ạ. Lên tôi chất mini số lượng rất là nhiều nhá. Một bụi như vậy là rất là nhiều. Các bác về các bác thay cho em hàng sang kiểu mới để cho nó đẻ này. Rất là nhiều nhá. Hàng đang nụ. Lên tôi chất mini. Tiếp theo là Di Linh Xuân lai 5 cánh trắng. Di Linh Xuân lai 5 cánh trắng. Mỗi chậu như vậy em bán là 250 này. Chậu một thân nhá. Chiều dài sẽ tầm 1 gang tay. Hơn 2 gang tay, đa phần là hơn 2 gang tay này. Hàng đang xuống lá. Hàng đang xuống lá này. Đấy, mặt bông Di Linh Xuân lai 5 cánh trắng ấy. Mặt hai mặt bông của dòng thi điểm rất là đẹp rồi. Em bán là 250.000 đồng một chậu. Một chậu là gồm một thân. Bắt đầu mua hai chậu em để giá là 230.000 nhá. 230.000. À, em còn hai bụi kiếm hồng viên. Kiếm hồng viên là 650 một bụi này. Còn bụi này với cả một bụi ở ngoài sân. Kiếm hồng viên này hàng là ngắn. Hàng là ngắn. Một bụi thì rất là nhiều tép bác ạ. Rất là nhiều tép. 650 một bụi ạ. Em vẫn còn các bảng vô hà hoàng thảo vôi hàng thuần này. Hoàng thảo vôi hàng thuần cho các bác chơi Tết luôn. Hàng này là đa phần là 100% là sân tơ nhé. Hệ hàng đang xuống lá. Hàng đang xuống lá để chơi Tết ạ. Giò V3 này 250 này. V3 250. Em quay cho các bác xem. V7 là 280.000. V7 là 280.000 này. Hàng đang xuống lá. Hàng thân tơ thân rất đẹp. V4 là 270.000. 270.000 ạ. V5 270.000. 270.000 V5. V6 là 280.000. 280.000. Có một bảng Long Tu Sơn Di Linh. Long Tu Sơn Di Linh hàng Lâm Đồng nhé. Đấy. 450 cái bảng này. 450 cái bảng này ạ. Ngoài ra thì nhà em vẫn bán các chế phẩm thuốc, các chế phẩm vật tư dành cho lan. Đấy. Như là NPK, phân bón lá NPK 3 chỉ số 6-30-30, 30-10-10, 20-20-20 này. B1 Mỹ lọ to này, B1 Mỹ lọ to 50.000 này. Đây là dưỡng đầu trâu dưỡng hoa 901 là 25.000. 701, 701 là kích hoa, 701 kích hoa và 501 là bón lá. Đều là 25.000 ạ. B1 Mỹ chai bé này, hơn này. B1 Thái 40.000, B1 thường 20.000 này. Đây là nano đồng. Bencona xử lý giá thể này. B12 là độc cho lan này. N3M với cả Hùng Nguyễn em đều có nhá. Siêu Lân này, Siêu Lân 10.000 đồng một gói. Cùng Nguyễn 25.000 đồng một lọ. N3M 20.000 đồng một lọ. Ridomingon trị thán thư thối nhũn 50.000 đồng một gói này. Nấm gói nấm chi cô đề ma 15.000 đồng một gói. Kem liền sẹo Mỹ đen và kem liền sẹo Mỹ tiến này. Mỹ đen là 50, còn Mỹ tiến là 30. Kem liền sẹo thường này. Nhà em vẫn có các chai tinh dầu thảo mộc của anh Nguyễn Đức Tư nhé. Đây là Exotic Thái này. Kích dễ cực mạnh của Thái này. Loại này là 70.000 đồng một lọ. Nano đồng nano bạc A68. Đang đến mùa kích hoa. Các bác hỏi hàng này rất là nhiều em này. Kích hoa Thái em bán 70.000 đồng một lọ. 70.000 đồng một lọ kích hoa Hoàng Thái nhá. Hàng này thì các bác. Bên em thì vẫn cung cấp đầy đủ các sản phẩm của bên anh Nguyễn Quốc Tư nhé. Bởi vì bên em là đại lý mà. Đây là viên nén Kali, viên nén làm từ quả chuối ạ. 60.000 đồng một cân, 60.000 đồng một cân một túi đấy ạ. Còn đây là nấm Chico de Ma. Nấm Chico de Ma 120.000 đồng một hộp này, dạng hộp một cân. Phân bón lá Peso Domonat, dạng hộp một cân 130.000. Và chai dịch chuối thần dược cho phong lan 40.000 đồng một lọ. Bộ ba sản phẩm này là trị giá là 290.000 nhé. Hàng thuốc thì em sẽ xếp thời cho các bác để đỡ tốn tiền cước rồi. Vẫn có các loại chế phẩm chống thối nhũn 24 giờ với cả lọ kích rễ của Ngọc Linh 85.000 đồng một lọ đồng giá. Cái đây là phân bón web này. Acid humic 322. Vẫn có các loại super thai nhé. Các bác đặt hàng thì các bác cứ liên hệ em. Nhà em ở ngoài Bạch Đường kia là hàng thuốc hơi bụi một xíu nhưng mà các bác yên tâm, hàng là hàng chuẩn và hàng là hàng chính hãng. Hàng bao giờ thì em cũng một tháng thì nhập hai lần thuốc ạ. Còn đây là các lưới lấp chậu này, lưới đựng phân dê này, 20.000 đồng một lạng này. 20.000 đồng một lạng. Đây ạ.
phân Mỹ, phân tân chậm của Mỹ 150.000 đồng một cân. Bao phân dê của bên anh Nguyễn Cước Tư này, dạng bao 5 cân 170.000 này. Phân Nhật, 140.000 đồng một cân, phân Nhật, phân tân chậm của Nhật ạ. Các bác lấy bao nhiêu thì em cũng bán có xem này. Phân trùng quế là 30.000 đồng một phân trùng quế 30.000 đồng một cân, phân dê 30.000 đồng một cân ạ. Cỏ thông tiêu rừng dưỡng vụn đều có nhé. Em còn bụi to chuẩn mộng, bụi này rất là tròn. Bụi to chuẩn mộng xuân ạ. Bụi này, cái bụi này là 1.400.000. Bắt đầu lấy thì em bao cước cái bụi này nhé, riêng cái bụi này thôi ạ. Còn tất cả các mặt hàng với em báo là các mặt hàng em chưa bao gồm tiền cước ạ. Cước là bên khách hàng trả nhé. Đây, bụi này rất là to và tròn. Bụi rất là to và tròn ạ. Bác nào thì lấy thì liên hệ em ạ. À, vừa lắm em xin giới thiệu luôn là nhà em vẫn cung cấp các đặc sản măng nứa nhé. Măng nứa, hàng măng ở Tây Bắc đấy ạ. Hàng này là không chất bảo quản gì luôn đấy ạ. Hàng này trực tiếp thì em ăn nữa. Đấy, các bác nào mua được trước rồi, các bác phải cho em xin lời feedback được không ạ? Đấy, măng này rất là ngon. Măng em có 3 loại, măng trắng to này, măng củ to và măng nứa. Đấy. Các bác là măng nứa thì thường làm nấu với miến. Còn măng trắng to, măng củ to, các bác ninh với xương thì ăn thì rất là ngon ạ. Đấy. Dạo này em đang phơi nắng. Đấy, đang tranh thủ nắng miền Bắc này phơi cho nó khô ạ. Đấy. Măng nứa em bán là 200.000 đồng một cân này. Ăn măng ăn rất là ngon. Bác là đấy, ăn trước rồi thì có thể báo em ạ. Măng nứa là 200.000 đồng một cân này. Măng trắng to và măng trắng to là 200.000 đồng một cân. Măng củ to là 180. Mua 3 cân là 180.000 nhé. Hàng em đang phơi nắng để cho hóng khô. Hàng không chất bảo quản đâu ạ. Đây em có một ít long thu xuân, hàng làm giống này. Hàng hơi vụn nhé. Đây là 8 lạng. 8 lạng. 130.000 chỗ này. Bác phải làm giống ạ. 130.000. Bác là tìm đến về làm giống ạ. Trên đây là toàn bộ các mặt hàng hôm nay nhà em có. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại là 0393998895. Số điện thoại thứ hai là 0966121377 ạ. Đầu tuần thì em xin kính chúc các bác một tuần làm việc hiệu quả. Em xin chào toàn thể các bác ạ. Em xin kết thúc clip tại đây nhé.